Và hôm nay thì cũng xin, vâng ạ, tôi xin phép là tắt tiếng các thầy cô ạ. Rồi ạ. Vâng ạ, các thầy cô lưu ý giúp tôi là khi mà mình tham gia thì vui lòng là tắt mic giúp tôi. Vâng, thầy cô có nghe được không ạ? Vâng ạ, tôi xin phép được hỏi lại là các thầy cô bây giờ đã nghe thấy rõ chưa? Alo ạ. Đã nghe rõ ạ. Vâng, đã nghe rõ. Rõ vâng, rồi thế... ạ. Vâng ạ, thế thì tức là hầu hết các thầy cô đều đã nghe rõ rồi. Thế thì các thầy cô nào mà chưa nghe rõ thì tôi xin nhờ lại các thầy cô là kiểm tra lại thiết bị của mình ạ. À vâng, vâng. Đấy thì các thầy cô có thể chuẩn kiểm tra lại thiết bị của mình. Thì tôi xin phép được tắt tiếng các thầy cô nhé. Rồi ạ, tôi xin phép được giới thiệu lại cho các thầy cô nào mà vừa nãy không chưa chưa được nghe rõ. Thế thì tôi là Chi, là tôi cũng có cái may mắn là trong suốt 3 giai đoạn tập huấn của Bắc Giang thì tôi đều là được người được phụ trách dự án cũng như là đồng hành với các thầy cô. Thế thì chúng ta có cái buổi ngày hôm nay do là chúng ta đang chuẩn bị bắt đầu giai đoạn 3 của kỳ tập huấn, và các thầy cô trong những giai đoạn trước chúng ta đóng vai trò là trợ giảng, là học viên rồi đến trợ giảng, và bây giờ các thầy cô sẽ tiếp tục với vai trò đấy, là có một số thầy cô sẽ tiếp tục với vai trò là giảng viên, đúng không ạ? Đó, thế thì trước khi bắt đầu buổi ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu thành phần tham gia. Tôi là chị Linh Chi thì sẽ trực tiếp là người hướng dẫn các thầy cô các cái nội dung trong ngày hôm nay. Và về đại diện về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang thì có sự tham gia của ông Ngô Quốc Đường là cán bộ đại diện cho Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang. Phía A Global thì có sự tham gia của chị Trần An Thuyên là trưởng của bộ phận triển khai công ty cổ phần A Global. Thì trước khi bắt đầu buổi ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu ông Ngô Quốc Đường ạ. Xin mời ông phát biểu và lời trước khi mà chúng ta chính thức bắt đầu buổi tập huấn ạ. Xin mời ạ. Anh Đường ơi, anh kiểm tra lại mic giúp em với ạ. Vâng ạ, có vẻ như là ở phía đầu cầu Bắc Giang thì ông Ngô Quốc Đường vẫn đang cần thêm một chút lại về về thiết bị, về micro. Thế thì tôi xin mời chị Trần An Thuyên ạ, chị sẽ có vài lời phát biểu ạ. Trong lúc mà ông Ngô Quốc Đường đang kiểm tra lại thiết bị của phía Bắc Giang, đầu cầu Bắc Giang ạ. Mời chị ạ. Dạ vâng ạ. Các thầy cô có nghe được em nói không ạ? Nghe rõ. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Em chào anh Đường, em xin chào các thầy cô. Thì em xin tự giới thiệu, em là Trần An Thuyên. Hiện tại bây giờ em làm trưởng bộ phận quản lý dự án và triển khai của công ty AI Global. Thì hôm nay mới được xuất hiện trước mặt các thầy cô. Thông thường là em sẽ ẩn ở đằng phía sau và thực hiện các cái công việc hậu cần thôi. Lời đầu tiên thì em xin được gửi lời chào và gửi lời chúc mừng tới 93 các thầy cô giảng viên và toàn bộ các thầy cô đã trở thành trợ giảng trong cái chương trình tập huấn cho các thầy cô do A Global thực hiện và tổ chức đồng hành cùng với sở. Trước hết là vì sao có một cái buổi tập huấn ngày hôm nay thì bạn Chi cũng đã chia sẻ rất là nhiều. Tuy nhiên thì em có một số chia sẻ để các thầy cô nắm được rõ tinh thần hơn. Trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì chúng em đã triển khai tập huấn tới các thầy cô có hai nấc mà chúng em đã thực hiện. Nấc thứ nhất đấy là đối với các thầy cô giáo được coi là tinh hoa, được coi là những gì tinh túy nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang để các thầy cô có thể trở thành giảng viên.
và 1.800 các thầy cô gọi là cốt cán trên toàn địa bàn của tỉnh Bắc Giang để trở thành những sự chị ơi, chị tắt mic các thầy cô giúp chị về được không? Nhờ chị Thuyên mở lại mic giúp em với ạ. Vì khi mà tắt mic thì đã tắt luôn mic của mình ạ. Rồi, chị cảm ơn chị. Và sau kết quả của giai đoạn 1 và giai đoạn 2, chúng ta đã có một lực lượng trợ giảng viên và trợ giảng rất là hùng hậu để thực hiện giai đoạn 3. Thì trong giai đoạn 3 chúng ta có sự chuyển giao về mô hình thực hiện. Với giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì A Global là đơn vị chủ trì để tổ chức tập huấn. Tuy nhiên chuyển giao sang giai đoạn 3 thì Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang sẽ là đơn vị chủ trì để tập huấn. Trong giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì giảng viên của A Global sẽ đứng lớp là giảng viên. Nhân viên của A Global, các bác chuyên gia của A Global là trợ giảng. Tuy nhiên khi sang giai đoạn 3 thì chính các thầy cô đã đạt tiêu chuẩn trở thành giảng viên sẽ là giảng viên đứng lớp. Các thầy cô đã đủ tiêu chuẩn trở thành trợ giảng sẽ là trợ giảng của giai đoạn 3. Như vậy thì chúng ta có một sự chuyển giao về vai trò trong giai đoạn 3 này. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang sẽ là đơn vị tổ chức và các thầy cô sẽ là người trực tiếp để làm việc với lại 14.000 giáo viên đại trà trong chương trình tập huấn để mình truyền đạt được những gì mà mình đã được tập huấn, đã được chuyên gia của A Global truyền đạt cho các thầy cô để mình truyền đạt lại cho đồng nghiệp của mình. Tạo dựng lên một các cái nấc thang gọi là xây dựng phát triển và tập huấn bền vững. Do vậy thì là em thực sự là rất vui với việc là khi tiếp cận với Bắc Giang thì Bắc Giang đã đề xuất cái mô hình này để A Global thực hiện. Thế thì đó là cái bước mà thay đổi đầu tiên. Cái bước thay đổi thứ hai là trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì các thầy cô được làm việc với hệ sinh thái giáo dục A Global. Tuy nhiên chuyển sang giai đoạn 3 thì các thầy cô sẽ làm việc với hệ thống của Viettel. Như các thầy cô đã tiếp cận trước đó thì chính là hệ thống ITEP. Do vậy là buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm các cái nội dung bao gồm là việc hướng dẫn lại các thầy cô trong vai trò của giảng viên và trợ giảng của chương trình là gì và các việc các thầy cô làm quen với nền tảng của Viettel để thực hiện các cái nội dung mà giảng dạy và giám sát cũng như là lập lên các báo cáo về kết quả tập huấn của mình như thế nào. Thì đó là cái mục tiêu của buổi ngày hôm nay. Thì em rất là mong là các thầy cô trong giai đoạn 3 sẽ nỗ lực phối hợp cùng với lại Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang thực hiện thành công cái chương trình này ạ. Và em nhận thấy là anh Đường cũng đã sẵn sàng mic để chia sẻ đôi lời với lại thầy cô. Thì em xin nhường lời lại cho phía anh Đường ạ. Dạ, em cảm ơn các thầy cô. Cảm ơn chia sẻ từ phía chị An Thuyên ạ. Và một lần nữa tôi muốn xác nhận xem là phía ông Ngô Quốc Đường hiện tại là đã... thiết bị của mình đã sẵn sàng chưa ạ? Thì chúng tôi cũng muốn nghe một vài lời phát biểu của ông trước khi mà chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi ngày hôm nay ạ. Anh Đường ơi, em đề xuất là anh có thể vào link team bằng điện thoại và chia sẻ với thầy cô điện thoại được không ạ? Bởi vì cái mic của mình, cái mic ở phòng họp của mình có vẻ... Trong trường hợp tốt đẹp nhất thì chúng ta sẽ dành để đến cuối cùng được không ạ? Để chúng ta sẽ chính thức là bắt đầu cái buổi ngày hôm nay cho kịp với lại thời gian ạ. Vâng, thế thì tôi xin phép là hiện tại thì tôi sẽ vâng ạ, tôi vẫn chưa nhận được tín hiệu từ phía sở. Thì hiện tại tôi xin phép là chúng ta sẽ chính thức bắt đầu những cái nội dung của buổi ngày hôm nay ạ. Vâng ạ. Từ nãy đến giờ là những cái màn phát biểu chúng ta trao đổi với nhau thấy hơi dài. Thì bây giờ thầy cô đã sẵn sàng cho cái buổi ngày hôm nay chưa? Nếu mà thầy cô sẵn sàng thì gõ số 1 ở ô chat giúp tôi vậy ạ.
hôm nay là một cái buổi chiều thứ hai thì có thể là mọi người cũng sẽ cảm thấy là hơi cần một cái chút thời gian làm nóng. Alo ạ. À vâng, không biết là tiếng của thầy cô nào đấy ạ. Chúng ta sẽ tắt mic trước khi mà chúng tôi bắt đầu cái buổi ngày hôm nay thầy cô nhé. Bác Giang nói bên đây nghe được chưa ạ? À rồi, ui. May quá. Vâng ạ, mời. Bây giờ thì chúng tôi nghe được rồi đấy ạ. Vâng, mời ông Ngô Quốc Đường ạ. Vẫn kịp ạ. Xin cảm ơn cô Trịnh Thị Linh Chi. Kính thưa các thầy cô, thưa toàn thể các đồng chí. Để thực hiện công văn số 883 ngày 9 tháng 6 năm 2023 của Sở Đào tạo Bắc Giang. Hôm nay Sở Đào tạo Bắc Giang phối hợp với lại công ty cổ phần giáo dục toàn cầu iGlobal tiếp tục tập huấn cho giáo viên cốt cán và giảng viên để chúng ta chuyển giao giai đoạn 3 cho cuộc tập huấn về cho giáo. Các đồng chí là trong thời gian từ tháng 2 năm 2023, Sở Đào tạo Bắc Giang đã phối hợp với công ty toàn cầu tổ chức tập huấn cho hơn 2.000 nhà giáo, bao gồm có 208 giáo viên, cán bộ quản lý chủ chốt và 1.800 cán bộ quản lý cốt cán trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Và trong chương trình tập huấn, giáo viên và cán bộ quản lý được tập huấn các nội dung dạy học phát triển năng lực tự học cho người học, dạy học phát triển năng lực số của người học, dạy học trải nghiệm phát triển năng lực cho người học và dạy kết hợp, nâng cao nhận thức, phát triển kỹ năng giáo viên, cán bộ quản lý và quản lý thực hành để giáo viên có thể chuyển hóa các cấp các môn học cụ thể, làm để có thể đào tạo lại nghiệp của mình kiến thức. Thông qua hoạt động thực hành. Đi ra đấy. Ba học viên đã trở thành giảng viên. 858 học viên đã trở thành trợ giảng của chương trình tập huấn. Đây cũng là lực lượng nhân sự sẽ cùng với lại iGlobal để tập huấn triển khai đại. Cho bác Đường mất tiếng rồi ạ. Bên chỗ thầy Đường tắt mic rồi. Phía thầy Đường lại mất tiếng rồi ạ. Tôi xin phép là được tắt tiếng của các thầy cô nhé. Nhờ phía thầy Đường bật mic lên giúp tôi với ạ. Về nội dung tập huấn với giáo viên đại trà. Các bên đại trà sẽ tham gia tập huấn trên nền tảng Viettel và tiến trình tổ chức tập huấn trong 3 bước. Bước 1, học viên từng học khóa sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh trong bối cảnh chuyển đổi số. Thời gian tập huấn là từ 13 cho đến 20 tháng 6. Và chúng tôi sẽ cung cấp đường link để các thầy cô đăng nhập theo tài khoản Viettel. Bước thứ hai là tổ chức tập huấn trực tuyến trong thời gian từ 21 tháng 6 đến 28 tháng 6. Và nội dung này thì các đồng chí giảng viên của lớp sẽ chúng tôi sẽ phân công vào các lớp lựa chọn nền tảng, tạo đường link phòng họp trực tuyến và gửi đến các học viên trong lớp mình phụ trách. Thì cái nội dung này chúng tôi cũng đã có cái phụ lục gửi kèm. Và bước thứ ba, các đơn vị, các thầy các cô sẽ tự ôn tập, tiếp tục hoàn thiện các nội dung của lớp tập huấn trong thời gian là từ 29 tháng 6 cho đến mùng 6 tháng 7. Đây thì để
triển khai hiệu quả đợt tập huấn đại trà thì chúng tôi đề nghị như thế này. Thứ nhất, đó là đối với cán bộ giáo viên tham gia nhiệm vụ làm giảng viên và trợ giảng thì trước hết phải nghiên cứu tài liệu, quy trình thực hiện nhiệm vụ được giao một cách đầy đủ, nghiêm túc và trách nhiệm. Và cái nội dung này thì chúng tôi đã gửi kèm theo công văn số 883 ngày 9 tháng 6 năm 2023 thì đề nghị các đồng chí cập nhật ở trong phụ lục số 4 gửi kèm. Cái thứ hai là đối với eGlobal thì chúng tôi cũng đề nghị các đồng chí là trong buổi chuyển giao ngày hôm nay ấy, thì đề nghị các đồng chí là tiếp tục hướng dẫn các thầy cô giáo Bắc Giang là giảng viên, trợ giảng thì hướng dẫn một cách chi tiết đầy đủ hơn vì cái thời gian tập huấn của chúng ta nó cũng đã là khá là lâu. Và các bước tiến hành của cái đợt tập huấn và yêu cầu cần đạt đối với giáo viên sau tập huấn đại trà. Kính thưa các đồng chí, thì vẫn biết dịp này là các thầy cô giáo bắt đầu bước vào đợt nghỉ hè. Xong đây là nhiệm vụ mà chúng tôi xác định là nhiệm vụ chung của toàn ngành để chuẩn bị cho một năm học mới, thực hiện chương trình giáo dục 2018 của các thầy cô thì chúng ta thực hiện một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo và giúp thầy cô giảm thiểu thủ tục hành chính nhưng kết quả giáo dục sẽ đạt hiệu quả cao. Kính thưa các đồng chí, thay mặt cho phòng chuyên môn, xin được trân trọng cảm ơn công ty cổ phần giáo dục toàn cầu eGlobal đã phối hợp giúp đỡ chúng tôi trong việc tập huấn chuyển giao nền tảng để việc phát triển kỹ năng cho giáo viên, cán bộ quản lý và hướng dẫn thực hành để giáo viên có thể chuyển hóa vào hoạt động giảng dạy các cấp học, các môn học một cách nhuần nhuyễn và hiệu quả. Và cũng cảm ơn các thầy cô là giảng viên, trợ giảng đã không quản ngại về thời gian, vật chất để thực hiện các nội dung tập huấn với mong muốn là 100% giáo viên sau tập huấn áp dụng được vào bài giảng của mình. Chúc các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, một lần nữa thì rất là cảm ơn những cái lời chia sẻ của ông Ngô Quốc Đường cũng như là chị An Thuyên. Ở trong những cái lời chia sẻ đấy thì cũng đã có những cái nội dung rất là đầy đủ về lý do của buổi ngày hôm nay, tiến trình của cái giai đoạn 3 và vai trò ở đâu đấy thầy cô cũng đã nắm rõ được là vai trò của mình ở trong cái giai đoạn 3 sắp tới là gì, đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta ở đây do là những chúng ta sẽ ở đây để làm rõ hơn với nhau về những cái nội dung đó. Và tôi cũng sẽ hướng dẫn các thầy cô cách thức mà chúng ta sẽ làm việc ở trong cái giai đoạn 3. Chúng ta sẽ theo dõi học viên như thế nào và chúng ta sẽ báo cáo lại các cái kết quả như thế ra sao. Đó, thì bây giờ để chi tiết hơn thì tôi sẽ chính thức là bắt đầu cái buổi ngày hôm nay ạ. Vâng. Thì lúc nãy thì tôi cũng đã nhờ các thầy cô gõ rồi và bây giờ chắc chắn là sau một cái thời gian mà chúng ta làm nóng không khí cũng như là chúng ta đã có cái thời gian chuẩn bị thì tôi tin chắc là bây giờ các thầy cô đã sẵn sàng để chúng ta bước vào cái buổi ngày hôm nay. Bây giờ tôi sẽ chiếu màn hình của slide bài giảng nhé. Và các thầy cô cũng yên tâm ạ, mặc dù là hôm nay chúng ta chỉ có cái thời gian là hơn một tiếng cùng với nhau để hướng dẫn các nội dung. Tuy nhiên là chúng tôi cũng đã hệ thống lại tất cả những cái nội dung này thành thành tài liệu hướng dẫn và trong cái buổi và sau cái buổi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi lại cho thầy cô để các thầy cô tham khảo qua cả đường link team này cũng như là chúng tôi sẽ gửi lại cho phía đại diện sở để chuyển tới tất cả các thầy cô. Vâng ạ, xin cảm ơn các thầy cô. Vâng ạ, một lần nữa thì trong lúc tôi đang mở các cái tài liệu thì xin nhờ các thầy cô là mẹ đừng di chuyển đây nữa, di chuyển nó khác người hiện lên.
Cô ơi mất tiếng rồi cô ơi ạ. Nàng tắt mic. Alo ạ. Rồi ạ, rất là chia sẻ với các thầy cô vì là lý do là rồi qua rất là nhiều những cái khó khăn về việc là tiếng mất này, và rất nhiều thầy cô hôm nay đang phải vào tham gia tập huấn bằng 3G thì mất tiếng ạ. Tôi vẫn đang bật mic và nói rất là to, các thầy cô đã nghe được rõ chưa? Alo ạ. Em nghe rõ ạ. Bây giờ nghe rõ. À vâng, tôi vẫn đang giữ mic ở ở rất là gần và tôi cố gắng nói to nhất có thể ạ. Thì nhờ các thầy cô cố gắng là vặn giúp volume lên giúp tôi ạ. Và thầy cô nào mà vâng, thầy cô nào mà chưa nghe được thì kiểm tra lại tiếng giúp tôi nhé. Vâng, rồi xin cảm ơn các thầy cô. Thì buổi ngày hôm nay thì như buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái nội dung đấy là hướng dẫn sử dụng nền tảng cho cái giai đoạn 3 này. Thì những cái phần giới thiệu thì chúng ta đã trao đổi với nhau hết rồi. Thế thì mục tiêu chính của ngày hôm nay là gì? Chúng ta sẽ có hai mục tiêu ạ. Là sau một cái thời gian dài tập huấn sau khi kết thúc giai đoạn 2 đúng không ạ? Thì chúng ta đã có một cái quãng nghỉ khá dài. Thì bây giờ tôi cũng xin phép là hệ thống lại nhiệm vụ của các thầy cô giảng viên và trợ giảng khi mà tham gia giảng dạy, tham gia trợ giảng giai đoạn 3. Đó, và sẽ cũng những cái quy trình, những cái hướng dẫn để thực hiện giai đoạn 3 thì chúng tôi cũng đã lên những cái khung sẵn hết. Thì chúng tôi cũng xin phép được gửi lại quy trình cho các thầy cô qua team, cũng như là sẽ từ phía sở cũng sẽ gửi tới các thầy cô. Cái thứ hai nữa đó là hướng dẫn các thầy cô thực hiện được việc là theo dõi tiến trình học tập của học viên, cũng như là thực hiện xuất báo cáo học tập của học viên, được không ạ? Vì theo như thông tin ở trong công văn thì các cái thời gian học tập của giai đoạn 3 thì sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai, đúng không ạ? Thì thời gian thì các thầy cô, thầy Đường cũng vừa mới trao đổi rồi, các thầy cô cũng nắm được rồi. Thì trong cái quá trình đấy, thầy cô giảng viên và trợ giảng phối hợp với nhau vừa là giảng dạy, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải theo dõi tiến trình học tập của học viên, đốc thúc, và cuối cùng đấy là tổng kết kết quả bằng việc là làm báo cáo đó. Thì tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô thực hiện cái thao tác đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái nội dung, ba nội dung của buổi ngày hôm nay đó. Thì đầu tiên đấy là cái phần nhiệm vụ của giảng viên và trợ giảng của giai đoạn 3. Thì ở đây thì tôi cũng có sơ lược lại, đúng không ạ, là các cái nhiệm vụ chính của giảng viên và trợ giảng là gì. Đầu tiên đấy là với giảng thầy cô giảng viên thì chúng ta sẽ có ba nhiệm vụ chính. Đầu tiên đấy là chúng ta sẽ giảng dạy các cái nội dung học tập theo tiến trình. Thứ hai nữa đó là cũng có nhiệm vụ đấy là đánh giá các cái hoạt động hỗ trợ các thầy cô trợ giảng. Thì trong cái quá trình mà giảng dạy này thì các thầy cô trợ giảng sẽ có nhiệm vụ là mình đã có phân công sẵn rồi, đúng không ạ? Thì trong cái giai đoạn 2 đấy thì chúng tôi cũng đã thực hiện những cái bước như vậy là lập nhóm Zalo này, rồi hỗ trợ học viên ở trong cái nhóm Zalo đấy, và cũng hỗ trợ các giảng viên là kiểm soát xem ví dụ như là những cái bài tập này hay là những cái yêu cầu của khóa học như là tạo khóa học ở trên hệ sinh thái giúp A-Global thì các thầy cô đã thực hiện hay chưa, và nội dung ở trong khóa học thì có đáp ứng được nhu cầu hay không, yêu cầu hay không. Đó, thì các cái công việc của trợ giảng và yêu cầu hỗ trợ thì nó cũng sẽ tương tự như vậy. Và cái thứ ba nữa đó là nhiệm vụ mà tôi vừa mới nói đấy. Đây là sau cái quá trình học tập thì mình sẽ phải đúc rút lại bằng cái báo cáo kết quả tập huấn. Thì trong này nó sẽ có cả báo cáo học tập cũng như là báo cáo tổng kết. Thì ở đây chúng tôi đã có hết những cái mẫu báo cáo rồi, được không ạ? Và cũng đã được đóng gói tài liệu gửi đi trước đấy cho các thầy cô. Về phía các thầy cô trợ giảng thì chúng ta sẽ có các cái nhiệm vụ như sau. Đầu tiên là như tôi vừa mới nói, đấy là hỗ trợ các học viên thực hiện các nội dung học tập, đúng không ạ? Như tôi vừa mới nói, thông báo nhắc nhở giải đáp trên nhóm Zalo, đúng không ạ? Thì cũng rất là quen thuộc với lại các thầy cô, mà 93 thầy cô mà đã trợ giảng trong giai đoạn 2 và bây giờ tiếp tục là sẽ là giảng viên ở trong giai đoạn 3, đúng không ạ? Thứ ba nữa
đó là tổng hợp đánh giá các yêu cầu cần đạt của học viên. Thì về cụ thể hơn, ở đây thì chỉ là những cái nhiệm vụ chung đúng không ạ? Thế thì để cụ thể hơn thì tôi... Vâng ạ, xin nhờ các bạn trợ giảng tắt mic của các thầy cô giúp tôi ạ. Về cụ thể hơn ấy, đây chỉ là nhiệm vụ chung này. Thế còn từng bước trong cái giai đoạn tập huấn các thầy cô thực hiện gì thì tôi xin phép là sẽ chiếu cụ thể. Cô ấy mất tiếng rồi. Rồi ạ, các thầy cô nghe được chưa ạ? Nghe được rồi ạ. Vâng, rất là xin lỗi các thầy cô. Vâng, tôi xin nói lại cái đoạn vừa nãy, tức là nói rất nhiều nhưng đến lúc mà nhìn lại thì lại bị tắt micro, không hiểu vì sao. Thì tức là vừa rồi tôi vừa chiếu cho các thầy cô là những cái nhiệm vụ mà chúng ta sẽ thực hiện ở trong giai đoạn 3, nhiệm vụ chung nhá, nhiệm vụ chính đối với các thầy cô giảng viên và trợ giảng, đúng không ạ? Thế nhưng mà đấy là cái nhiệm vụ chung thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ chia cái giai đoạn tập huấn ra chia cái tập huấn giai đoạn 3 thành các giai đoạn khác nhau. Thế thì bây giờ tôi sẽ chiếu cái quy trình cụ thể và nhiệm vụ cụ thể là trong cái giai đoạn 3 này, thầy cô trợ giảng sẽ thực hiện những nhiệm vụ gì, giảng viên sẽ thực hiện những nhiệm vụ gì cho các thầy cô cùng được biết. Các thầy cô chờ tôi một chút nhé, tôi sẽ chia sẻ lại màn hình. Vâng, rất là cảm ơn các thầy cô. Nếu mà khi nào mà tự nhiên thấy trong màn hình vẫn thấy tôi nói rất nhiều nhưng mà không nghe thấy gì thì nhờ thầy cô nhắc giúp tôi ạ. Rồi ạ, thế tôi xin hỏi thầy cô là bây giờ thầy cô nhìn được màn hình và nghe tôi nói rõ không ạ? Rõ ạ. Rõ, rõ. Chưa thấy màn hình ạ. Chưa thấy màn hình. Nhưng có, chưa có màn hình cô ạ. À, chưa có màn hình. Có màn hình rồi cô ạ. À, vâng. Vâng, bây giờ có. Đấy. Thì có thể là phía tôi thì cũng cần một chút thời gian để lốt mạng. Cô gửi cái file này lên nhóm giúp chúng em được không ạ? Dạ được ạ. Tất cả những cái phần này này thì một chút nữa tôi sẽ gửi lên hết cùng với lại hướng dẫn, được không thầy cô? Được không ạ? Tất cả những cái này thì chúng tôi cũng đã soạn sẵn và gửi đi từ rất là lâu rồi và chỉ chờ đến ngày hôm nay thôi là được chiếu lên và được trình bày trao đổi với các thầy cô ạ. Thế thì các thầy cô có thể nhìn thấy ở trên màn hình là quy trình làm việc của giảng viên và trợ giảng trong giai đoạn 3 đúng không ạ? Thì ở đây cũng đã có một số những cái nội dung nó hơi khác một xíu khi mà chúng ta triển khai ở trên cái nền tảng Viettel. Tuy nhiên là... Vâng ạ, thầy cô nào đang mở mic thì tắt mic giúp tôi với ạ. Nhờ các bạn trợ giảng ạ. Vâng ạ. Hay là bình thường có nói được hay? Sao con mở cái mic mà tính không ấy được? Vâng ạ, tôi nhờ đội ngũ trợ giảng và các thầy cô nào đang mở mic thì tắt giúp tôi với ạ. Rất mong các thầy cô thông cảm tại vì là tôi cũng đang cố gắng để nói rất là to và đôi khi thì tôi sợ là các thầy cô nghe không rõ nhưng mà chúng ta lại bị ảnh hưởng bởi tạp âm ấy ạ. Thì tôi nghĩ là các nội dung này thì cũng sẽ quan trọng với lại thầy cô khi mà chúng ta sẽ triển khai chính thức cái giai đoạn 3 này. Đó, thì các thầy cô có thể nhìn thấy ở trên màn hình ạ. Thì cô Chi lại tắt mic rồi ạ. Mất tiếng rồi cô ơi. Chợ già tắt mic của cô Chi rồi. Kém. Do mạng đấy, mạng kém đấy cô, đường truyền. Cô giáo lại tắt mic rồi ạ. Chị ơi, bật mic lên chị ơi. Dạ vâng, được chưa? Tắt kỹ quá. Tắt mic kỹ quá, các thầy cô để ý là tắt mic của mình giúp tôi vậy ạ. Để chúng tôi không phải tắt mic tự động thì đôi khi lại tôi cứ đang nói xong rồi lại các thầy cô lại không nghe thấy gì. Rồi, ok, cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Tôi nói tiếp ạ. Là quy trình làm việc của chúng ta thì sẽ có 3 bước đúng không ạ? Đầu tiên là chúng ta sẽ có bước chuẩn bị này, bước khám phá này,
bước giải thích và thực hành, và cuối cùng là ôn tập và kiểm tra. Thì ba cái bước 1, 2, 3 này này, 4 bước chứ, có cả bước chuẩn bị nữa mà, thì là nó sẽ, nó chia theo cái tiến trình và tiến trình tập huấn của giai đoạn 3 ấy, mà chúng tôi cũng đã dựa theo những cái tiến trình mà chúng tôi đã chia trên khung từ trước, là cái quá trình mà chính là cái quá trình mà học viên tự học, rồi các thầy cô sẽ đi theo để giám sát rồi kiểm tra báo cáo đấy ạ. Đó, thế thì với từng cái bước 1 đó thì chúng tôi đã đưa ra những cái nội dung rất là rõ ràng, thì tôi cũng xin điểm qua những cái ý chính của các bước, và một chút nữa tôi sẽ gửi file chi. Tại vì tắt mic rồi cô ạ. Này em mất tiếng rồi cô ơi. Cô lại tắt mic rồi ạ. Vâng ạ, rất là cảm ơn các thầy cô. Rồi ạ. Được chưa? Các thầy cô nghe được rõ chưa ạ? Rất là, vâng ạ, rất là xin lỗi các thầy cô. Không hiểu vì sao hôm nay chúng ta lại gặp hơi bị nhiều sự cố về âm thanh. Đấy. Tuy nhiên là không sao hết. Vâng, tôi nhờ thế mà tôi biết là các thầy cô rất là chăm chú theo dõi những cái nội dung này. Tôi cũng sẽ cố gắng là nói to rõ ràng nhất và truyền đạt được nhiều nhất trong tất cả những cái nội dung mà anh tôi chia sẻ hôm nay. Rồi ạ. Vâng, thì trong cái bước, tôi xin nói tiếp ạ, là trong bước chuẩn bị này thì thầy cô sẽ tiếp nhận được những cái tư liệu giảng dạy cũng như là thông tin tài khoản từ phía sở cung cấp, đúng không ạ? Và đấy là nhiệm vụ của giảng viên, đúng không ạ? Còn từ phía trợ giảng thì chúng ta sẽ nghiên cứu những cái quy trình giảng dạy mà thầy cô được nhận, đúng không ạ? Nó sẽ gồm có các cái bước như thế nào, gồm có những cái tài liệu biểu mẫu đi kèm như thế nào. Biểu mẫu đi kèm thì cũng đã có đầy đủ hết, thì tất cả những cái biểu mẫu này chúng tôi cũng sẽ gửi lại thông tin tiến trình, những cái tiến trình, những cái biểu mẫu này cũng sẽ được gửi thông tin đến thầy cô. Và nhiệm vụ của trợ giảng trong giai đoạn này là gì? Đó là ngoài cái việc mà tiếp nhận những cái thông tin danh sách, nghiên cứu tiến trình ra, thì chúng ta sẽ lập những cái nhóm Zalo, và trong cái thời gian 2 ngày, 3 ngày khi mà học viên chính thức bắt đầu những cái giai đoạn mà học tập này, thì là sẽ yêu cầu học viên xác nhận đã đăng nhập thành công, đúng không ạ? Và đã thực hiện cái khảo sát bắt đầu khóa học trên nền tảng Viettel. Đó. Thế và có một cái yêu cầu thì hiện tại thì đã không cần thiết nữa, đó là nhân bản nếu cần và thêm học viên vào khóa học tương ứng. Thì cái phần này thì chúng tôi đã làm hộ các thầy cô rồi. Thầy cô chỉ việc là đăng nhập vào và chúng ta sẽ xem được hết tất cả danh sách của học viên mà chúng ta phụ trách, được không ạ? Thì một chút nữa khi mà tôi trình chiếu trực tiếp ở trên cái trang quản trị thì các thầy cô sẽ thấy thôi, giao diện của nó rất là dễ nhìn. Đến cái bước thứ hai là bước khám phá, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện các cái nhiệm vụ bao gồm với các thầy cô giảng viên thì cũng sẽ là giao nhiệm vụ này, hỗ trợ học viên thực hiện khảo sát đầu vào, đúng không ạ? Như tôi vừa mới nói. Và chúng ta sẽ theo dõi kết quả và báo cáo, nhắc nhở khi cần thiết, đúng không ạ? Đó. Và chúng ta sẽ lên cái, trong cái thời gian mà học viên mà đang tự học này thì các thầy cô sẽ lên cái tiến trình tập huấn trực tiếp dựa trên những cái kết quả báo cáo và tài liệu giảng dạy, đúng không ạ? Thì toàn bộ tài liệu giảng dạy này cũng như là cái tiến trình tập huấn thì chúng tôi cũng đã có biểu mẫu sẵn, thì các thầy cô giảng viên sẽ xem và chúng ta sẽ điều chỉnh lại cho thích hợp. Và chúng ta cũng thể trao đổi với lại các đồng nghiệp của chúng ta là các thầy cô trợ giảng để chúng ta điều chỉnh những cái tiến trình này làm sao cho phù hợp trước khi mà bắt đầu cái, trước khi mà chúng ta tổ chức cái buổi tập huấn trực tiếp cho học viên. Đó, và với các thầy cô trợ giảng thì các thầy cô sẽ có cái nhiệm vụ đấy là đôn đốc nhắc nhở học viên là chính, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ phối hợp với giảng viên để lên khung tập huấn cũng như là thực hiện những cái báo cáo tự học sau cái thời gian 7 ngày giao nhiệm vụ cho học viên. Ví dụ như ngày mai bắt đầu thì 7 ngày sau chúng ta sẽ có một cái, phải có một cái báo cáo trả ra để gửi lại tới cho cái đơn vị chủ quản, ở đây là Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang,
được chưa? Và đấy là cái hai bước ban đầu này, thì chúng ta đã kết thúc những cái bước chuẩn bị và trước tập huấn, đúng không ạ? Thì theo như đúng tiến trình thì chúng ta sẽ có một cái buổi tập huấn trực tiếp y như là thầy cô tập huấn giai đoạn 1 và 2 đó, đúng không ạ? Thì trong cái buổi tập huấn trực tiếp này thì thầy cô giảng viên sẽ trực tiếp đứng lớp, như tôi vừa trao đổi trong cái mục tiêu ban đầu đấy ạ, trong cái vai trò nhiệm vụ ban đầu đấy ạ. Và chúng ta trong cái buổi này chúng ta sẽ đứng lớp trực tiếp và trao đổi làm rõ với học viên, và sau cái buổi đấy thì các thầy cô giảng viên sẽ thực hiện cái báo cáo là cuối khóa học, đúng không ạ? Tức là sau cái buổi này thì mình sẽ có cái thời gian là cho học viên tự học để hoàn thiện toàn bộ các cái nội dung của cái khóa tập huấn, đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện báo cáo của buổi tập huấn, cũng như là báo cáo riêng của buổi tập huấn, và cuối cùng là cái báo cáo cuối của khóa học chung về cái tình hình của cả cái khóa đấy, học viên đã thực hiện được những cái gì, đúng không ạ? Và với các thầy cô trợ giảng thì các thầy cô sẽ có nhiệm vụ là đôn đốc nhắc nhở học viên thực hiện các mục tiêu và phối hợp với nhắc nhở hỗ trợ học viên và phối hợp cùng với giảng viên để thực hiện báo cáo cuối khóa học, đúng không ạ? Và những cái báo cáo này thì cũng đã có biểu mẫu có sẵn, và chúng tôi cũng đã đóng khung tài liệu để gửi cho các thầy cô. Thì nhân tiện đây luôn thì tôi cũng sẽ thầy cô chờ một chút nhé. Chúng tôi đã có tài liệu đóng gói, đúng không ạ? Thế và nhân tiện đây thì tôi cũng sẽ chiếu luôn cho các thầy cô là danh sách của các cái tài liệu đóng gói này. Đó, và nếu cần thì tôi cũng sẽ gửi lại luôn trong cái buổi trong cái team này luôn, đúng không ạ? Trong buổi ngày hôm nay luôn ạ. Thầy cô chờ một chút nhé. Thì nhìn chung cái quy trình của chúng ta sẽ có những cái bước như thế đấy ạ. Đó thì thầy cô xem và tham khảo trước, và một chút nữa đến cái phần giải đáp thì thầy cô cũng, nếu mà có cần thêm thông tin gì thì chúng ta sẽ trao đổi ở đấy, được không ạ? Đây, tôi sẽ chiếu luôn cho thầy cô là cái bộ tài liệu mà chúng tôi đã đóng gói, bao gồm có cả quy trình này, bao gồm có cả các cái mẫu báo cáo này, đúng không ạ? Rồi ạ, thì thầy cô nhìn thấy rõ không ạ? Cô ơi, màn hình không có gì đâu ạ. Đen của đen ạ? Bây giờ mình đã thấy rõ chưa ạ? Thấy rồi ạ. Có rồi ạ. À vâng. Vâng ạ. Rồi, thì các thầy cô có thể nhìn sẵn bộ tài liệu cho giảng viên và cho trợ giảng, thì ở đây có danh mục các tài liệu cũng như báo cáo và quy trình làm việc rất là rõ ràng, đúng không ạ? Thì có cả slide bài giảng nữa để các thầy cô tham khảo và các cái biểu mẫu báo cáo. Đó, thì một chút nữa tôi sẽ gửi lại cho các thầy cô quy trình trước. Đó, còn những cái tài liệu này thì chúng tôi đã đóng gói và gửi đi cho sở. Thì sau cái buổi này thì sở cũng sẽ gửi lại, tôi chưa sở cũng sẽ gửi lại cho các thầy cô. Đó, thì chúng ta sẽ, đấy là toàn bộ nội dung của cái phần mà tôi lược lại là những cái nhiệm vụ mà chúng ta sẽ cần thực hiện ở trong giai đoạn 3. Thì tôi cũng xin hỏi các thầy cô là các cái thông tin và nhiệm vụ của các thầy cô thực hiện như thế thì các thầy cô thấy là nó đã rõ ràng và chi tiết để các thầy cô hình dung ra mình sẽ phải làm gì chưa? Tôi có thể xin hỏi ý kiến của một thầy cô được không ạ? Trước khi chúng ta sẽ chuyển sang cái phần phần nội dung thứ hai là phần thực hành cũng như là thực hiện báo cáo ạ. Có thầy cô nào đang còn chưa rõ hay là thắc mắc không ạ? Thì mình giơ tay ạ? À? À vâng ạ, tôi có nhìn thấy cánh tay của hai cô giáo là cô Nguyễn Thị Hằng và cô Nguyễn Thị Thắng ạ. Thì tôi xin hỏi cô Nguyễn Thị Hằng trước ạ. Vâng ạ, cô có thể mở cam, mở mic ra và chia sẻ câu hỏi với chúng tôi được không ạ?
Em sẽ gọi em. Vâng ạ. Cô Nguyễn Thị Hằng và cô Nguyễn Thị Thắng ạ. Thì không biết là hai cô có ở đây không ạ? Vâng, nếu mà hiện tại mà tôi chưa nhận được tín hiệu từ phía hai cô, nếu mà hiện tại là hai cô mà chưa có câu hỏi gì hoặc các thầy cô mà chưa có những cái câu hỏi thắc mắc gì khác về phần này thì tôi xin phép là vâng ạ, tại vâng thế thì em Nguyễn Thị Hằng ạ. À vâng, vâng cô Hằng ạ. Vâng, mời cô ạ. Dạ em không có câu hỏi gì đâu cô ạ. À không không. Vâng ạ. Tôi thấy cô giơ tay. Vâng. Thế thì nếu mà cô không có câu hỏi thắc mắc. Vâng, nếu mà cô không có câu hỏi thắc mắc gì thì tôi xin phép là tôi sẽ chuyển sang cái nội dung thứ hai được không, không ạ? Em xin phép cô cắt ngang một chút ạ. Cô Hằng đây cũng có ý kiến gọi là bọn em là hai người tập cùng huấn chung một máy được không ạ? Lý do là một máy bọn em không vào được. Cộng thêm là trên em nó mất điện. Cho nên phải dạ vâng. Nhờ máy dạ, dạ vâng ạ. Vâng thì những cái nội dung này thì chắc là chúng ta trong cái hoàn cảnh như này thì chúng tôi hoàn toàn thông cảm thôi ạ. Mic của cô Chi bị tắt rồi. Cô tắt mic rồi cô ạ. Mất tiếng rồi. Rồi ạ. Ủa, gian nan quá. Muốn nói chuyện với các thầy cô hôm nay gian nan quá. Rồi, thế thì trong cái trường hợp bây giờ thì cái việc mà mất điện chúng tôi rất là thông cảm trong cái hoàn cảnh như hiện tại. Thì nhờ thầy cô là nếu mà chúng ta hai người ngồi chung một máy thì khi mà ghi chú thì thầy cô ghi lại là thầy với cô tên là gì đấy ạ? Ở đâu thì ngồi chung đấy thì để chúng tôi nhận biết được ạ. Bởi vì là số lượng tham gia mặc dù là không đầy đủ nhưng mà nó cũng khá là đông ấy ạ. Thì chúng tôi sẽ rất khó để có thể là tôi sẽ rất khó để có thể nhớ hết được trường hợp của từng thầy cô một. À, xin cảm ơn thầy cô. Thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo nhé. Phía tôi mạng nó cũng đang quay này. Tôi nghĩ là tầm này là thời tiết nóng như này mất điện cho nên là cả mạng cả thời tiết nó đều bị cả micro nó cũng biểu tình như này. Chị còn té ấy ở trên kia đây đã được đâu. Cô ơi, cô chấp nhận cho bạn Nguyễn Thị Đam vào đi ạ. À vâng ạ, chúng tôi có đội ngũ trợ giảng là đang ngồi duyệt liên tục đấy ạ, thầy cô vui lòng chờ trong giây lát nhé. 30 phút thì chưa được vào ạ. Hiện tại là tôi không thấy ở trong phòng chờ không có ai tên là Đam hết ạ. Thầy cô có chắc là mình vào đúng đường link không ạ? Trong danh sách chờ duyệt này là không có ai hết ạ. Không có ai tên là Đam hay là Đan như cô vừa nói ạ. Ừ, vừa em vào em xem. Thế chờ. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Vâng ạ. Rồi ạ. Rồi thế thì chúng ta ổn định nhá để bắt đầu vào cái phần sau. Thật ra là những cái nội dung hôm nay nó cũng không dài đâu và nó rất là dễ. Quan trọng là do chúng ta có cái sự chuyển đổi về mô hình, thế nên là tôi cũng rất mong là dễ như thế, thế nên là thầy cô tập trung để chúng ta có thể là làm rõ cũng như là phần nào đấy chúng ta nắm được những cái thao tác cần thực hiện để đến khi triển khai chúng ta đỡ bỡ ngỡ thôi ạ. Được không ạ? Thay vì là cái buổi gọi là buổi tập huấn thì tôi ngay từ đầu tôi nói là nó tôi muốn gọi là buổi chia sẻ hơn. Thì đây để tôi lại chia sẻ lại màn hình của tôi nhé. Rồi ạ. Thì màn hình của tôi. Rồi các thầy cô đã nhìn thấy màn hình chưa? Rồi cô ạ. Vâng ạ. Đấy thì như chúng ta vừa mới nói với nhau ấy là có hai nội dung. Thì cái nội dung vừa rồi là tôi lược lại về cái nhiệm vụ rồi. Thế thì cái phần mà tôi hướng dẫn cho các thầy cô theo dõi ấy
thì nó sẽ có theo dõi và đánh giá học viên đấy, thì nó sẽ có ba tác vụ chính. Đầu tiên đấy là việc mà chấm bài tự luận cho học viên đó. Thì trong cái nội dung của cái khóa tập huấn ấy thì sẽ có một cái bài, đấy là bài bài tự luận về tự nhiên tôi lại quên mất nội dung đấy. Tuy nhiên là sẽ có một cái bài tự luận mà các thầy cô giảng viên sẽ phải trực tiếp chấm bài đó. Thế nên là tôi sẽ có cái bài mà tôi sẽ có cái nội dung hướng dẫn mà chấm bài tự luận cho học viên như nào. Thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ theo dõi tiến trình học tập của học viên, là ví dụ như là sau 3 ngày, 5 ngày gì đó thì các thầy cô xem là trong cái khóa học của mình đã có bao nhiêu học viên tham gia, đúng không ạ? Học viên đã tham gia được bao nhiêu nội dung rồi. Và chúng ta nếu mà cần xuất báo cáo như là trước các cái giai đoạn trước ấy, thì người thực hiện sẽ là chúng tôi. Nhưng bây giờ người thực hiện lại chính là các thầy cô. Đó, thì tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cách thức mà chúng ta xuất báo cáo học tập theo từng module 1. Và xuất báo cáo học tập của cả tất cả các nội dung, các module mà học viên của mình tham gia. Đó, thì cái kỹ thuật đầu tiên thì sẽ là chấm bài tự luận. Thì bây giờ tôi sẽ ở đây là tôi minh họa thôi, còn bây giờ tôi sẽ trực tiếp chiếu màn hình ở trên website để trình chiếu các thao tác cho các thầy cô luôn. Đây, trong này thì đã để sẵn rồi, nhưng mà bây giờ tôi cứ đăng xuất ra nhé, xong tôi lại đăng nhập vào lại cho nó đúng với lại quy trình. Và cũng xin phép các thầy cô là trong giây phút là chờ tài khoản, chờ mạng lốt thì tôi uống một ngụm nước. Màn hình chưa đổi cô Chi ơi. Vâng ạ, bây giờ tôi sẽ chia sẻ lại màn hình ở trên website ạ. Vâng ạ, mạng của tôi, phía bên tôi mạng nó đang hơi đơ một chút nên tôi không bấm được cái nút để chia sẻ màn hình, thì cô chờ một chút nhé. Nắng đâu, hết nắng cả thì còn được. Vâng, và nhờ thầy cô nào, tôi vẫn đang nghe thấy là chắc là đây mùa hè, thầy cô được nghỉ hè và chúng ta đang kết hợp giữa việc tập huấn với lại trông con ấy ạ. Thì thầy cô vui lòng là tắt mic giúp tôi vậy ạ. Không rồi đến lúc mà tôi lại phải tắt mic toàn bộ, tắt kỹ quá rồi tắt luôn cả mic của tôi, các thầy cô lại phải nhắc. Ôi đây rồi. Rồi, thầy cô đã thấy rõ chưa ạ? Màn hình đen của. Vâng, nó đang loading đấy ạ. Thầy chờ một chút. Thấy rồi cô ạ. Rồi ạ. Ôi tốt quá. Rồi, đây. Thì cái trang này thì... chắc là rất là quen thuộc với thầy cô rồi. Tất cả chúng ta hầu như là theo như thông tin tôi nhận được từ phía Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang thì hầu như là 16.000 thầy cô của tỉnh ta thì đều đã từng đi tập huấn ITEP rồi. Đó. Thì cũng xin giới thiệu lại với thầy cô. Thì đây chính là cái trang mà chúng ta sẽ tiến hành là tập huấn, tổ chức tập huấn ở trong, tiến hành các cái hoạt động tập huấn này trong giai đoạn 3 này. Chỉ có một cái lưu ý ở đây thôi, đó là các thầy cô sẽ đăng nhập đúng cái tài khoản mà mình đã được cấp khi mà đăng nhập ITEP. Thì các cái tài khoản này, có một số tài khoản mà đang cần phải xác minh thông tin ấy, thì Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Giang cũng sẽ gửi lại danh sách tài khoản chính xác cho các thầy cô, được không ạ? Thế thì sau khi mà đã có được cái thông tin tài khoản chính xác rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là đăng nhập. Do là một năm chúng ta chắc cũng có kha khá những cái kỳ tập huấn, đúng không ạ? Thế nên là có một số thầy cô có tình trạng là chúng ta có tận người thì quên mất tài khoản và bây giờ không biết là tài khoản còn thời hạn hay không. Người thì có tận 2-3 tài khoản. Thế nên là rất mong là trong quá trình mà chúng tôi xác nhận lại những cái thông tin thì thầy cô nhanh chóng là cung cấp để chúng ta sẽ có một cái thông tin tài khoản chính xác nhất, phục vụ cho cái việc là chúng tôi kích hoạt tài khoản này, chúng tôi chia lớp cho các thầy cô, đúng không ạ? Thì cái việc tập huấn nó sẽ diễn ra thuận lợi hơn.
Đó, thì đó là tôi chia sẻ ngoài lề cho các thầy cô một chút. Thì ở đây khi mà tôi đã đăng nhập thành công vào tài khoản rồi, đúng không ạ? Thế thì để mà chấm bài tự luận của học sinh, của học viên, thì chúng ta sẽ thực hiện một cách rất là đơn giản như sau. Đó. Trước đây thì chúng ta chỉ tập huấn với vai trò là học viên thôi. Thì bây giờ nó sẽ hơi khác và hơi mở rộng một chút. Thầy cô sẽ vào phần hỗ trợ đồng nghiệp, được không ạ? Rồi, và ở đây thì các thầy cô sẽ chọn mục đấy là lớp học LMS. Vâng ạ, xin nhờ thầy cô, xin nhờ các thầy cô mà đang mở mic tắt mic giúp tôi vậy ạ. Rồi, cảm ơn các thầy cô. Và các thầy cô có thể nhìn thấy ở đây là chúng ta sẽ không cần thực hiện khi mà click vào thì thầy cô sẽ nhìn thấy màn hình có cái thông tin đấy là lớp tôi đang dạy, đúng không ạ? Và tất cả những cái thông tin mà cần chọn này, tên khóa học, tên các lớp này, thầy cô hoàn toàn không cần phải điền bất kỳ thông tin nào, mà thầy cô chỉ việc là click vào ô tìm kiếm thì ở dưới sẽ hiển thị ra tất cả đây, tôi đang lốt lại đó. Và ở dưới sẽ hiện ra tất cả những cái nội dung của khóa tập huấn mà chúng ta sẽ tham gia với vai trò là giảng viên trợ giảng đó. Thì với nó hơi khác về mặt hình thức một chút, thì tuy nhiên là nội dung thì nó vẫn y hệt. Tức là ở đây với mỗi một module thì các thầy cô đã rất quen thuộc rồi, đúng không ạ? Chúng ta có 4 module. Thì ở đây với mỗi một module chúng tôi sẽ chia thành một khóa học. Và các thầy cô muốn xem được là với từng module tình hình học tập học viên như thế nào. Và chúng ta sẽ chấm điểm bài tập của từng module, thì chúng ta sẽ vào click trực tiếp vào module, đúng không ạ? Thì ở đây tôi xin nhân tiện thì tôi cũng xin nói thêm, giải thích một số những cái thông số ở đây. Đấy là trạng thái khóa học thì các thầy cô đều biết rồi. Người hướng dẫn đó, thì ở đây là đang, đây là cái khóa học mà chúng tôi tạo ra để test trước, được không ạ? Đó, thế thì khi mà các thầy cô chính thức là đăng nhập tài khoản và chúng tôi đã thêm các thầy cô vào lớp học, thì các thầy cô sẽ là nằm ở trong cái thông tin mà người hướng dẫn này, được không ạ? Và học viên ở đây thì không trên 5 hoặc 1 trên 5 ở đây thì chính là số lượng học viên của lớp mà đã tham gia vào học tập các module đó. Ví dụ như đây 0 trên 5 là module dạy học kết hợp này thì chưa có học viên nào vào học, và cũng tương tự với các module khác, đúng không ạ? Bài luận thì cũng xin chia sẻ với các thầy cô là hiện tại thì theo như tôi nhớ không nhầm thì chỉ có module 3 này là có bài kiểm tra bài tập tự luận mà học viên phải thực hiện thôi. Thế nên là tôi cũng xin bấm vào luôn để demo cho các thầy cô. Đây ạ. Như tôi vừa nói lúc nãy là mình sẽ bấm trực tiếp vào cái module này luôn. Được chưa? Rồi, ở đây thì các thầy cô có thể nhìn thấy màn hình là có các cái phần là trả lời học viên, thảo luận vân vân, lớp học ảo. Tôi nhân tiện tôi cũng nói luôn là ở trong các cái mục nội dung này thì bao gồm có cả kết quả học tập của học viên này. Lớp học ảo thì có nghĩa là các thầy cô có thể trực tiếp, các thầy cô có thể cân nhắc nhé, là mình có thể tổ chức dạy học ở trên nền tảng Zoom hoặc là Team hoặc là trực tiếp ở trên này. Đó, thì là ở nằm ở mục lớp học ảo này. Và trả lời học viên và thảo luận thì cũng là những cái comment hay là những cái mà học viên hỏi trực tiếp các thầy cô có thể xem và trả lời ở trên này. Đó, tuy nhiên là chúng ta sẽ có rất là, đây cũng là một cái kênh trong nhiều kênh thì chúng ta có thể liên hệ trả lời cũng như là hỗ trợ học viên. Ở ngoài nhóm Zalo hay là ngoài điện thoại vân vân, đúng không ạ? Còn ở dưới thì các thầy cô có thể nhìn thấy hai biểu đồ, đó là tỷ lệ đạt và chưa đạt, đúng không ạ? Và tỷ lệ theo độ chuyên cần thì đạt ở đây đó là số đạt ở đây được định nghĩa đó là các thầy cô thực hiện được ít nhất là 80% các cái nội dung ở trong cái module và có điểm trên 80, đúng không ạ? Đó, thì ở đây đang là chưa có học viên nào đáp ứng được cái tỷ lệ đó, đúng không ạ? Còn tỷ lệ theo độ chuyên cần thì là tỷ lệ hoàn thành các cái nội dung của module thì đang là 2 người trên 5 người là được 40%.
Thì khi mà thầy cô theo dõi tình hình chung thì các thầy cô có thể mở vào để xem theo cách thức tương tự, đúng không ạ, ở các môn khác. Thì quay lại phần chính của chúng ta ở đây, đó là chấm bài luận. Thì thầy cô chấm bài tự luận thì các thầy cô sẽ bấm vào cái biểu tượng là chấm bài luận ở đây, đúng không ạ, nó cũng đã hiển thị rất là rõ ràng rồi. Rồi ạ. Thì các thầy cô có thể nhìn thấy màn hình chấm bài tự luận của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ có những cái mục bao gồm đấy là chọn học viên. Ở đây tôi chỉ có ít thôi. Thì tôi có thể là chọn từng học viên một để chấm bài. Tuy nhiên là trong lớp tập huấn của chúng ta thì số lượng học viên thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở một vài học viên hay là vài chục học viên, mà nó lên đến số hàng trăm. Đó. Thế nên là các thầy cô sẽ không dựa, sẽ hiếm khi mà sử dụng cái cách này, đúng không ạ? Một là chúng ta có thể gõ tên học viên cần kiểm tra, lướt danh sách, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể tích chọn các học viên theo tình trạng. Ví dụ như ở đây là tình trạng chưa nộp bài chẳng hạn. Thì như các thầy cô thấy là hiện tại là đang có từng này học viên là chưa nộp bài, đúng không ạ? Tức là khi mà tích thì sẽ hiện ra danh sách học viên tương ứng luôn ạ. Ví dụ như khi tôi tích bài chưa chấm thì chưa có bài nào tôi chưa chấm cả. Được chưa? Và tương tự với lại các trạng thái khác. Và chi tiết thì các thầy cô có thể bấm vào đây luôn. Thì người ta sẽ giải thích rất là chi tiết cho mình là từng trạng thái một là sẽ là như thế nào, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng tôi đã có một cái bài mà đã thực hiện demo đó. Thì tôi sẽ mở ra để các thầy cô xem được cách thức mà chấm bài. Thì hiện tại ở trong tôi vẫn đang còn nghe thấy cái âm thanh, là các thầy cô tham gia vào cái đường link tập huấn. Thì nhờ đội ngũ trợ giảng ạ, là nhờ các bạn giúp tôi là duyệt học viên vào trong các thầy cô giảng viên trợ giảng để tiếp tục tham gia. Cảm ơn các bạn ạ. Thì các thầy cô có thể nhìn thấy ở đây, tôi chọn một học viên bất kỳ là bạn Nguyễn Thị Quỳnh Anh ạ. Thì ở đây là bạn đã nộp bài luận và được đánh giá là đạt. Thì với một học viên bất kỳ thì tôi cũng có thể thực hiện tương tự. Tuy nhiên là ở đây khi mà học viên đã nộp bài luận rồi này, thì các thầy cô sẽ thực hiện chấm bài tự luận bằng cách, đấy là khi mà tôi chọn học viên này và nhấn vào cái biểu tượng cây bút ở đây có chữ chấm bài, đúng không ạ? Được chưa? Đó. Thì sẽ hiển thị ra bài làm của học viên ở đây. Ở đây là học viên của tôi đã đính kèm bài làm file Word lên. Đó, và ở đây thì tôi chỉ việc là kéo trỏ chuột để nhìn thấy toàn bộ nội dung của bài. Ngoài ra là thầy cô bảo ngại xem ở trên máy tính thì cũng có thể tải cái file này về. Hoặc là chúng ta mở to ra để xem cho nó dễ nhìn. Đây, có tỷ lệ ở đây. Có mở rộng màn hình ở đây để chúng ta xem và dễ dàng đánh giá. Đây là cái giáo án trải nghiệm đấy ạ. Và cũng chính là cái nội dung mà các thầy cô sẽ các nội dung mà dự đoán là sẽ là nội dung mà thầy cô sẽ chấm bài trực tiếp, đúng không ạ? Thế thì sau khi mà xem xong bài làm của học viên thì chúng ta sẽ đi đến kết luận là chấm điểm, đúng không ạ? Ở đây có hai trạng thái chấm điểm thôi, đó là đạt và không đạt, được không ạ? Thì ở đây các thầy cô có thể chọn cái trạng thái chấm điểm, và nếu mà trạng thái đạt thì mình chỉ cần bấm gạt sang, đúng không ạ? Và các thầy cô có thể nhận xét thêm, góp ý thêm cho đồng nghiệp của mình về nội dung của ở đây là giáo án trải nghiệm đó. Thầy cô có thể nhận xét, đánh giá và góp ý thêm cho các đồng nghiệp của mình. Và cái thứ hai nữa là trong cái trường hợp là mình có góp ý gì về việc là có thể chỉnh sửa như thế nào thì mình có thể là tải file bài chữa lên, được chưa? Và sau khi xong hết các nội dung rồi thì các thầy cô sẽ nhấn vào là cập nhật để cập nhật lại điểm mà chúng ta vừa mới lại chấm, cũng như là những cái nhận xét nếu có cho học viên, cập nhật là xong.
chưa? Và sau khi chấm xong rồi thì các thầy cô chỉ việc là click vào dấu X ở bên góc bên phải màn hình này là chúng ta đã hoàn tất và trạng thái điểm nó sẽ được cập nhật. Đây nhá, ở đây đang là đạt nhá. Bây giờ tôi thử cập nhật lại này. Bây giờ tôi thử cập nhật lại là chợ cập nhật này. Rồi, nó hiện biểu tượng là cập nhật thành công. Thì ngay lập tức ở đây là các thầy cô sẽ nhìn thấy trạng thái được cập nhật ở bên ngoài luôn là chưa đạt. Được chưa? Thì tôi xin hỏi lại là cái nội dung này thì các thầy cô thấy là đã rõ ràng chưa? Các thầy cô thấy là có rõ ràng và dễ hiểu không ạ? Các thầy cô đã nắm được chưa? Thì xin cho tôi nhờ thầy cô là comment số 5. Nếu mà các thầy cô đã cảm thấy là những cái nội dung thì đã rõ ràng rồi. Alo. Vâng, cô Chi cho em hỏi một chút ạ. Vâng ạ, em nghe đây ạ. Vâng, cái phần giải thích của cô để chấm bài của học viên thì em đã thấy rất rõ ràng rồi. Tuy nhiên là em đang thử mở cái hệ thống EdTech ra để thử tìm tài khoản của giảng viên thì em lại không thấy. Thì em hỏi cô là cô có thể hướng dẫn để em có thể tìm được tài khoản của giảng viên không ạ? Dạ vâng, về tài khoản của giảng viên thì là phía sở thì đã có tài khoản và ban hành theo công văn rồi đấy ạ. Thì thông tin này thì sau cái buổi ngày hôm nay thì thầy cô một là sở sẽ xác nhận lại thông tin, và cái thứ hai nữa là các thầy cô sẽ trao đổi trực tiếp với lại phía sở để cấp phát về tài khoản ITEP, được không ạ? Tức là chúng ta đã, nếu mà cô chưa có thì chúng tôi sẽ cấp phát bổ sung, đúng không ạ? Nếu mà cô đã có rồi thì danh sách thì đã có ở trong công văn đính kèm, được không ạ? Công văn đính kèm ban hành cho cái đợt tập huấn này. Vâng ạ. Còn hướng dẫn về các nội dung thì một xíu nữa sau khi xong thì tôi sẽ gửi lại. Chúng tôi chưa kịp quay video hướng dẫn, nhưng mà tôi đã có tài liệu hướng dẫn và chụp ảnh từng cái hoạt động một, từng cái tác vụ một, cho nên là các thầy cô yên tâm ạ, được không ạ? Rồi ạ, thì chúng ta sẽ, vâng ạ, những cái số 5 hơi dè dặt. Rồi, bởi vì là chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian để làm việc với nhau trong cái giai đoạn này. Thế nên là một chút nữa đến cái phần mà giải đáp thắc mắc, nếu mà các thầy cô có bất kỳ một cái câu hỏi nào về những cái thao tác, về những cái nhiệm vụ thì cũng rất mong lúc đấy là nhận được cái ý kiến của các thầy cô để chúng ta tận dụng được tốt nhất cái phần trao đổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn các thầy cô. Chúng ta sẽ đi đến cái nội dung tiếp theo, đó là theo dõi học viên, theo dõi tiến trình học tập của học viên, đúng không ạ? Sau khi mà đã chấm bao, đúng không ạ? Xem là học viên đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm của các nội dung tập huấn, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ theo dõi bằng cách nào? Chúng ta sẽ thực hiện bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô luôn các cái bước thực hiện. Chúng ta sẽ có hai cách theo dõi. Đây. Tôi quay lại cái màn hình vừa nãy này. Rồi ạ. Rồi ạ,
Tôi quay lại cái màn hình vừa nãy ạ. Ở trong phần hỗ trợ đồng nghiệp, đúng không ạ? Thì vừa nãy là mình đang vừa rồi, ngay vừa rồi thôi, là chúng ta đang ở trong phần mà lớp học LMS, để chúng ta xem là học viên đã chúng ta sẽ chấm bài của học viên, đúng không ạ? Thế và để xem được là học viên đã học được bao nhiêu nội dung, đúng không ạ? Và sẽ xuất được các nội dung báo cáo thì chúng ta sẽ thực hiện như nào? Thì chúng ta sẽ ở trong mục hỗ trợ đồng nghiệp này, thì chúng ta sẽ vào mục báo cáo. Ở đây thì các thầy cô sẽ nhìn thấy màn hình là tình trạng bồi dưỡng của đồng nghiệp của tôi đang được phân công hỗ trợ. Thì các thầy cô sẽ click trực tiếp vào đây. Chúng ta sẽ click chọn vào chương trình bồi dưỡng ở đây. Chương trình của chúng tôi đang để là A Global 2023. Được chưa? Rồi ạ. Thì đây các thầy cô có thể nhìn thấy ở trên màn hình là hiển thị tình trạng của khóa tập huấn, thời gian bắt đầu và kết thúc, đúng không ạ? Và ở đây là cũng tương tự như ở phía bên kia, là chúng ta sẽ không chọn bất kỳ một cái trạng thái nào hết, mà sẽ chỉ nhấn vào cái nút tìm kiếm để hiển thị ra nội dung của tiến trình học của các học viên của chúng ta. Thì các thầy cô có thể thấy là trên màn hình là thông tin của các học viên ở trong khóa học. Khi mà các thầy cô mà có khi mà các thầy cô đã được cấp phát hoàn tất cái việc cấp phát tài khoản và chúng tôi đã chia lớp xong, thì các thầy cô đăng nhập vào cũng sẽ thấy danh sách như này. Và đương nhiên là các danh sách của thầy cô nó sẽ dài hơn ở chúng tôi rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã có những cái thông tin, chúng ta sẽ có những cái thông tin rất là rõ ràng để liên hệ, như là họ tên, email, vân vân, và là giáo viên thuộc cái đối tượng nào, vân vân, đúng không ạ? Thế và để xem chi tiết là mỗi học viên đã thực hiện được những cái nội dung nào và đã hoàn thành hay chưa, thì các thầy cô sẽ click vào cái hình con mắt ở đây ạ. Đúng không ạ? Là học viên tên là gì? Đúng không ạ? Email là gì? Tiến trình thực hiện các module là như thế nào? Đúng không ạ? Và ví dụ như vừa rồi vừa mới chấm lại điểm bài tự luận của bạn học viên này, thì bây giờ tôi có thể là nhấn vào đây để cập nhật lại điểm mới nhất sau khi mà tôi vừa mới chấm xong, đúng không ạ? Sau khi cập nhật xong thì tôi sẽ nhấn nút xác nhận này, đúng không ạ? Thì đây là tiến độ hoàn thành từng module của học viên và điểm của mỗi một module, đúng không ạ? Với cái module 1 này thì tiến độ hoàn thành đang là 28/80% và điểm trung bình của các cái phiếu bài tập kiểm tra là đang là như này, và tương tự với lại các module khác. Và hiện tại thì học viên này thì chưa đạt, đúng không ạ? Chưa có học viên nào trong danh sách này mà đạt được các cái tiêu chí của tập huấn, đúng không ạ? Thế thì sau khi mà chúng ta đã xem, đây là mình có ít thôi nhá, nhưng mà cái khóa tập huấn thực tế của chúng ta thì sẽ lên đến vài trăm học viên. Thế nên là sau khi mà xem lướt qua tình hình của các học viên như thế này, lướt từ trên xuống dưới, thì chúng ta sẽ xuất các cái kết quả, chúng ta sẽ tổng kết lại tất cả những cái kết quả học tập này thành cái nội dung, đấy là nội dung báo cáo. Thì lúc đó là các thầy cô chỉ việc làm một cái tác vụ, đó là chúng ta sẽ nhấn vào cái nút là xuất danh sách này, đúng không ạ? Sẵn sàng tải tệp và hệ thống sẽ lấy cái lần cập nhật dữ liệu mới nhất, đúng không ạ? Đây, để cho chắc chắn ở đây là lần người ta có ghi chú lại là lần cập nhật dữ liệu mới nhất là ngày 9 tháng 6, thì các thầy cô có thể nhấn vào đây để cập nhật cái tệp mới nhất này. Được chưa? Và đây, các thầy cô có thể nhìn thấy bây giờ là lần cập nhật dữ liệu cuối là 12/6/2023. Mình để ý cái này nhé, bởi vì là cái thời gian này nó cũng sẽ rất là ảnh hưởng đến cái các cái nội dung mà học viên đã thực hiện được. Ví dụ như trước kia thầy cô đứng ở vai trò học viên, rất nhiều khi thầy cô đã đặt những cái câu hỏi, ví dụ như là, ồ, tại sao mà tôi đã thực hiện rồi nhưng mà trong danh sách vẫn là chưa, đúng không ạ? Bởi vì là chúng ta sẽ chỉ có một cái thời gian quy định là cứ một tuần thực hiện báo cáo một lần chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ chỉ có thời gian quy định là từ 24 giờ ngày mùng 10 tháng 6 đi,
cho đến 24 giờ ngày hôm nay, ngày 12 tháng 6. Thì ví dụ như thầy cô thực hiện vào 6 giờ sáng hôm sau. Mặc dù là sáng hôm sau chúng tôi mới 8 giờ chúng tôi mới gửi báo cáo đi, nhưng mà 6 giờ thầy cô mới thực hiện thì kết quả sẽ không được cập nhật. Thế nên là thầy cô sẽ để ý cái để ý cập nhật dữ liệu mới nhất giúp tôi trước khi mà chúng ta tải xuống và biên tập lại gửi đi. Đó, và các thầy cô sẽ tải xuống như bình thường thôi. Này. Tôi sẽ mở luôn cái file này cho thầy cô xem này. Tôi sẽ chia sẻ lại, màn hình nhé. Để nhìn, để cho thầy cô xem được cái mẫu báo cáo. Khi mà tải xuống thì nó sẽ là như thế nào. Rồi ạ, thì không, thầy cô đã nhìn rõ màn hình tôi chia sẻ chưa ạ? Chưa cô ạ. Nhìn rõ rồi cô ạ. À vâng, vâng. Đấy thì nó sẽ mất một thời gian để load lên. Thì các thầy cô thấy đây là cái báo cáo mà sau khi mà chúng ta đã tải ra, đúng không ạ? Thì nó sẽ như thế này. Thì ở đây các thầy cô sẽ thấy là có rất nhiều những cái thông tin rất là chi tiết về, về học viên của khóa tập huấn và tình trạng thực hiện. Đây, quan trọng cái phần bên này này. Môn học là gì? Mã khoa học là gì? Đó, tức là tình trạng thực hiện từng module của học viên là như thế nào. Đúng không ạ? Module 1, module 2, module 3, module 4. Điểm ra làm sao? Đúng không ạ? Tiến độ thực hiện là bao nhiêu? Đúng không ạ? Điểm là như thế nào? Đó, thì đây là cái báo cáo thô. Thì từ những cái nội dung báo cáo này thì thầy cô sẽ điều chỉnh lại để cho nó thành một cái báo cáo tinh gọn. Thì tôi có thể cho thầy cô xem cái mẫu báo cáo mà thường mà chúng tôi đang mẫu báo cáo mà chúng tôi đang sử dụng. Giờ này mà vẫn đang có các thầy cô vẫn đang đi ra đi vào. Không hiểu do phía mình mất điện hay là như nào. Đây ạ. Thầy cô đã nhìn thấy rõ cái mẫu báo cáo mà tôi đưa lên chưa ạ? Nhìn rõ được ạ. À, vâng. Thì vâng ạ, vâng ạ, thì rất cảm ơn các thầy cô ạ. Thì xin chia sẻ với các thầy cô, đây là mẫu báo cáo tự học mà hiện tại chúng tôi vẫn đang sử dụng trong các cái giai đoạn tập huấn 1 và 2. Đây là mẫu báo cáo chung đấy ạ. Từ những cái thông tin như vừa rồi thì các thầy cô sẽ chuyển đổi thành cái mẫu báo cáo này đây. Đấy, thì mẫu báo cáo nó sẽ bao gồm là ngoài những cái thông tin ra thì tôi không nói. Tình trạng học tập ở đây là chúng ta là đang tiến hành hay là đã hoàn thành, đúng không ạ? Hoàn thành bao nhiêu nội dung rồi? Đó. Thì các cái nội dung ở đây thì chúng tôi sẽ đánh giá chính ở trên các cái bài kiểm tra đánh giá kết thúc các module 1, 2, 3, 4 và các cái khảo sát. Thì tôi cũng làm rõ luôn để cho các thầy cô sau này khi mà đi trong quá trình chúng ta tập huấn chính thức
khi mà nhắc nhở học viên đúng không ạ, thì học các thầy cô nắm rõ và học viên của các thầy cô cũng sẽ nắm rõ được là mình cần thực hiện những cái gì, đúng không ạ? Thì đây là toàn bộ những cái nội dung của những cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Thì sau đây thì chúng ta sẽ có khoảng 15 phút với nhau để các thầy cô có thể chia sẻ tất cả những cái thắc mắc của các thầy cô về các cái nội dung của ngày hôm nay, nhiệm vụ các thầy cô cần thực hiện và các cái thao tác như là thao tác chấm bài, theo dõi, đúng không ạ? Vâng ạ, tôi có nhận được tin nhắn của các thầy cô. Bây giờ tôi mới kịp check tin nhắn là hiện tại là mất điện và 4G của chúng ta sắp hết, đúng không ạ? Đó thì tôi cũng rất là chia sẻ các thầy cô xem là bây giờ chúng ta còn cái nội dung gì cần nắm rõ thì các thầy cô có thể chia sẻ với tôi. Tôi chờ những cái cánh tay của các thầy cô. Và kèm theo đó là bây giờ tôi đúng như cái lời hứa là tôi sẽ gửi lại tất cả những cái quy trình cũng như là hướng dẫn mà tôi vừa mới nói lúc trước ạ. Cảm ơn cô ạ. Vâng. Thì nhờ các thầy cô xem là chúng ta xem là có cái gì chưa rõ không ạ? Bởi vì là tôi mặc dù là đã nói rất nhiều rồi nhưng tôi vẫn muốn nói lại là sắp tới thì chúng ta sẽ là người trực tiếp triển khai các cái nội dung này. Thế nên là những cái phần này có thể là tôi nói nhiều, tuy nhiên là tôi nghĩ là nó sẽ không thừa đâu ạ. Thì các thầy cô xem là như thế đã là các thầy cô có còn thắc mắc gì nữa hay không? Các nhiệm vụ của mình nó như thế nó đã rõ ràng hay chưa? Cô Chi ơi. Vâng ạ. Cô Chi ơi cho mình hỏi một chút. Cái tài khoản giảng viên của cái chương trình đợt này ấy, thì nó sẽ không trùng với lại cái tài khoản tập huấn mà giáo viên vẫn đang phải sử dụng ở trên cái trang tập huấn.cơ sở dữ liệu.edu.vn đúng không ạ? Tài khoản nếu mà vâng ạ, tôi xin giải đáp như này ạ, là nếu phần mà rằng trong cái phần danh sách học viên đấy cô, thì đã có là học viên đó thuộc lớp nào, giảng viên phụ trách là ai, trợ giảng của lớp đấy là ai thì cũng đã có hết rồi đấy ạ. Thì cô kiểm tra ở trong tại vì em kiểm tra nhưng mà lại không thấy, em không tìm thấy. À thế ạ, vâng. Thì danh sách lớp vấn là nó trắng tinh ạ, chỉ có một cái vâng. Danh sách, một cái danh sách rất là dài là gồm tất cả những người tập huấn mà có, tức là có học viên có lớp tập huấn nhưng mà trợ giảng và giảng viên thì không nhìn thấy cái ô là mình tập huấn ở lớp nào. Dạ vâng. Thế thì bởi vì là công văn thì là do phía Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành, thì tức là trước đấy thì tức là theo thông tin em nhận được đến thời điểm hiện tại thì đã những cái công tác mà chia lớp thì đã xong hết toàn bộ rồi. Thế còn em không rõ là do công văn, các cái thông tin công văn ban hành ấy, thì nó đã có đầy đủ thông tin đấy hay chưa. Thế thì sau cái buổi ngày hôm nay thì em sẽ xin phép là được rà soát lại và sẽ trao đổi lại với sở để gửi lại cái danh sách chia lớp chính xác cho các thầy cô, được không ạ? Được không ạ?
bởi vì là trước đấy là trong danh sách của học viên thì bên cạnh nó đã có cột là giảng viên và trợ giảng rồi. Em đang trực tiếp thăm, em đang kiểm tra lại nhưng mà không có danh sách giảng viên và trợ giảng bên cạnh đâu ạ. À, dạ vâng, rồi. Cái phần này thì bên mình không nhận được danh sách học viên. Rồi ạ, tức là người thì không nhận được danh sách học viên, người thì lại chưa nhìn thấy là mình sẽ phải phụ trách lớp nào đúng không ạ? Rồi ạ, thì chúng tôi cũng ghi nhận cái thông tin này để có thể trao đổi lại với sở và hỗ trợ các thầy cô. Thì chúng tôi sẽ cố gắng là xử lý, làm rõ những cái thông tin này sớm nhất và báo lại các thầy cô qua phía sở, đúng không ạ? Và sẽ gửi lại các thầy cô để cho ơi. Sẽ kịp. Chị xin phép một tí. Vâng. Thưa thầy cô là các thầy cô có nghe rõ em nói không ạ? Có. Dạ vâng. Thưa các thầy cô, như trong cái phần đầu tiên của nội dung của buổi làm việc ngày hôm nay thì em cũng đã chia sẻ rất rõ, và chúng ta đã và đang chuyển giao cái việc mô hình. Thứ nhất là sở sẽ là đơn vị tổ chức cái chương trình tập huấn trong giai đoạn 3 này, và các thầy cô đã trở thành những giảng viên và trợ giảng thì sẽ thực hiện cái nhiệm vụ của giảng viên và trợ giảng của mình trong cái chương trình giai đoạn 3 này. Do vậy, liên quan mọi thông tin liên quan đến việc tài khoản của mình và hệ thống thì các thầy cô sẽ làm việc với sở để có được cái thông tin chính xác nhất liên quan đến tài khoản của mình và cũng như liên quan đến việc là đăng nhập các hệ thống. Cái phần mà A Global thì chỉ là đồng hành cùng với sở để hỗ trợ làm rõ thôi, chứ chúng em sẽ không phải là đơn vị sẽ gửi toàn bộ các danh sách tới các thầy cô, mà vì sở sẽ là đóng vai trò đơn vị tổ chức. Do vậy là các thầy cô có bất kỳ một cái question nào liên quan, cái thắc mắc nào liên quan đến việc danh sách của mình, tại sao công văn của mình không nhìn thấy học viên, tại sao công văn của mình không nhìn thấy lớp, tại sao công văn của mình không nhìn thấy thấy tài khoản của giảng viên, dạ các thầy cô sẽ liên hệ với đầu mối của sở theo đúng công văn các thầy cô nhận được giúp em ạ. Dạ, các thầy cô đã nghe được thông tin em vừa chia sẻ chưa ạ? Dạ vâng ạ, em nghe rồi ạ. Em xin phép dạ, có vâng. ý kiến được không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, em xin phép được có ý kiến chia sẻ một chút về cái băn khoăn ạ. Em cũng rất là đồng cảm với các ý kiến của các học viên khác đã có ý kiến về cái nội dung mà chấm bài luận với lại báo cáo thì nó giống với lại mình thực hiện chấm của các module học tập bồi dưỡng thường xuyên. Thì cái này em không có ý kiến gì. Em chỉ có một cái băn khoăn là trước kia thì giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì bọn em được học trên hệ thống của nền tảng của A-Global ấy. Thì tới đây bọn em chuyển sang cái tiếp theo này thì em muốn hỏi xem là cái trên hai cái hệ thống, trên hai cái nền tảng này nó có giống nhau không? Và cái nội dung học thì nó vẫn thế ạ? Hay cái giao diện nó thế nào? Dạ vâng, câu hỏi này thì em xin được giải đáp. Em xin thay mặt, em sẽ thay mặt A-Global là người giải đáp cho các thầy cô. Vâng, thầy cho em xin thông tin tên của mình được không ạ? Để em tiện xưng hô. Vâng, em là Nguyễn Văn Trung, hiện đang công tác ở trường Tiểu học Xuân Hương 2, huyện Lạng Giang. Vâng ạ, cảm ơn câu hỏi của thầy Trung. Thì em xin giải đáp như này ạ. Đầu tiên là về nội dung của hai khóa tập huấn ở trên hai nền tảng là eGlobal và Viettel thì hoàn toàn là giống nhau, được không ạ? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là về hình thức thể hiện thì nó đương nhiên là ở trên hai nền tảng khác nhau thì nó sẽ khác đôi chút ạ. Tuy nhiên là cách thức thì như thầy thấy là một số những cái điểm khác biệt mà các thầy cô cần phải lưu ý thì em cũng đã trao đổi trong cái nội dung vừa rồi rồi ạ. Đó thì ngoài ra thì nó cũng sẽ y hệt. Khi mà mình nội dung của khóa tập huấn thì cũng vẫn như vậy. Mình cũng vẫn sẽ bấm vào các cái nội dung module đấy, vẫn sẽ xem tài liệu, vẫn sẽ làm bài. Đó thì nó cũng vẫn sẽ tương tự, không có gì khác biệt cả, được không ạ? Dạ vâng, bởi vì thực tế ra chúng em cũng không có nhiều kỹ năng trên cái sử dụng trên internet cũng như là trong cái tin học ấy. Thực sự ra bọn em không biết các thầy cô khác nào, em cảm thấy cái đấy em rất là đuối, em rất là vâng. Cũng lo lắng, mình sợ mình không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng sẽ ảnh hưởng đến một là cá nhân mình, hai nữa là nhà trường đến dạ. và đến dạ. ngành. Dạ vâng, em cũng rất hiểu những cái băn khoăn của thầy. Thế nên là trong cái buổi ngày hôm nay thì em cũng đã cố gắng chia sẻ và cụ thể nhất tất cả những cái thao tác mà mình cần phải thực hiện
cũng như là cái phần nhiệm vụ thì cũng đã làm rõ, nói khá là kỹ để các thầy cô có thể nắm được. Bởi vì em cũng rất biết là một thì đây là cái thời gian mình nghỉ hè. Cái thứ hai nữa là cái thời gian tập huấn giai đoạn 2 nó cũng qua khá là lâu rồi. Và ở trong giai đoạn trước thì các thầy cô chủ yếu là chúng ta chỉ thực hiện cái nhiệm vụ là trợ giảng và chúng ta sẽ trao đổi với học viên qua Zalo thôi. Tuy nhiên là cái này thì ở trên nền tảng số thì nó sẽ hơi khác biệt một chút. Tuy nhiên là em thấy là nó cũng sẽ không có quá nhiều khó khăn với các thầy cô vì là các thao tác đăng nhập vào nó cũng rất là đơn giản. Chấm bài cũng như là theo dõi nó cũng rất là đơn giản thôi ạ. Thì không biết là thầy... Vâng ạ. Hay là học viên sử dụng cái tài khoản khi mà đăng nhập trên cái hệ thống IDEP ấy, thì là chúng ta dùng luôn cái tài khoản tập huấn này trước đấy ạ? Vâng ạ, thì vừa nãy phần những lớp khác nhau là sẽ có thời gian khác nhau đúng không? Đó. Thế thì cụ thể các cái quá trình này như thế nào, nếu mà các thầy cô có thắc mắc thì là cô vui lòng là liên hệ với lại đại diện sở giúp em. Vì trong đấy là công văn của sở soạn ra là thứ nhất, và cái thứ hai nữa là trong lần này thì bên bên em A Global sẽ là đơn vị mà đồng hành và hỗ trợ thôi, còn sở sẽ chịu trách nhiệm tổ chức chính. Thế nên là cái hình thức cách thức như thế nào thì chúng ta sẽ trao đổi lại với phía bên sở. Mình quan tâm tới thời gian là tại điều mình đi du lịch như vậy là nó sẽ, nếu như mà cái lớp mà mình được công ấy mà nó ảnh nó trùng đúng cái thời gian đi du lịch thì nó sẽ ảnh hưởng cho nên là sắp xếp cho nó phù hợp, bởi vì từ ngày 21 đến ngày 28 đấy là cái khoảng thời gian đi du lịch của trường mà. Vâng ạ. Thế thì chắc là phiền cô là trao đổi lại phía đại diện sở để nắm rõ hơn cái thông tin này. Thế thì cũng xin trao đổi lại với thầy cô một xíu là rất tiếc là ở trong phần tin này chúng ta sẽ chỉ gửi được tin nhắn và link thôi. Chúng ta sẽ chỉ gửi được tin nhắn và link tài liệu thôi, mà trong khi tài liệu của tôi là tài liệu bản Word. Thế nên là tôi xin phép các thầy cô là sau buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ gửi lại phía đại diện sở để các thầy cô để phía sở gửi lại cho các thầy cô ạ, được không ạ? Thế cái tài liệu mà hiện tại bây giờ các bên phía công ty mình mà định gửi thì nó có gì thay đổi so với cái tài liệu trước đây của có ạ, tức là cái hướng dẫn mình cũng đã nhận được cái tài liệu. Vâng ạ, ngoài cái tài liệu mà tôi xin phép là phía tôi nghe không được rõ thông tin của thầy cô, tuy nhiên là tôi xin trao đổi lại là như này, là ngoài những cái tài liệu mà tôi gửi cho các thầy cô, chúng tôi thầy cô không các theo dõi và báo cáo vân đó thì nó sẽ có khác so với lại những cái hướng dẫn trước ở khi mà chúng ta triển khai tập huấn ở trên nền tảng Viettel, được không ạ? Thì xin phép các thầy cô là sau buổi hôm nay thì tôi sẽ gửi lại cho phía sở để gửi sở gửi lại tài liệu cho các thầy cô ạ. Ở trong đấy có tiến trình rồi quy trình các thứ thì ở đấy mình liên quan đến cái hệ thống hệ sinh thái giáo dục A Global ấy, như là game khởi thank you.
nội dung như này. Ở đầu tiên đấy là về các cái khung, các cái bộ tài liệu thì như cô giáo đã nghiên cứu ạ. Vâng, như cô giáo đã nghiên cứu thì đúng là chúng tôi có những cái biểu mẫu hướng dẫn rất là chi tiết và có quy trình để các xin lỗi, thay đổi nền tảng để tập huấn. Là trước đấy chúng ta tập huấn ở trên nền tảng của